Đây là máy đắp bờ của cơ khí Tấn số 9, hiện tại đã giao ra cầu số 6, giao cho anh Dũng ở cầu số 6. Đây là anh Dũng đang đắp ở sau hè nhà của anh. Số điện thoại cơ khí Tấn số 9 là 0963 764 552. Đây là anh Tú ở số 5. Đây là bạn. Đây là chiếc 5018. Đây là tài xế của anh Dũng. Cờ cái tài xế. Giờ cờ cái ai. Giờ có đoàn dông ở trong máy cài xuống lỗ dưới ha. Rồi cho nó bèn cao lên chút, nó còn hơi thấp hơi. Đắt mình khu này anh Tú. Chạy tới chút nữa. Bởi vì ve chuẩn cái một á. Ngay ve cái một vậy đó. Hey. Tới luôn đi, tới đây không được đâu, lỗ đó sao rồi. Rồi lấy ngay lại đi. Rồi quất luôn. Cái góc bờ rất đẹp. Trời ạ. Mưa sao không? Sao? Tới đây cho bên đầu xuống đi. Tới chút xíu nữa cho bên đầu xuống đi, ra lại. Rồi. Vậy anh thấy mình chạy một cầu hả trời? Ừ, hàng chưa thấy lúc lúc mà nó đi. Thank you.
lại là cái năm 2018. Đây cứng rồi. Được rồi, dây đi còn xa lắm. Bên đây cứng rồi. Đó. Rồi mình nhóng bên này hơi hơi lên luôn, đừng cho đất nó vô cùng chỗ này nè. Rồi thả luôn. Chạy tới luôn đi. Lỡ rồi tới luôn đi. Rồi thôi cao hơn. Lẹ giúp đi. Nhanh tới đi. Lại đi.